Một sự việc được xem là ngộ đời vừa xảy ra tại tỉnh Tiền Giang khiến dư luận dở khóc dở cười. Thanh niên sau đây vỗ ngực tự xưng mình là cảnh sát hình sự. Chẳng lừa tiền lừa bạc gì, mục đích của việc mạo danh chỉ đơn giản là để được mời ăn nhậu một bữa hoành tráng mà thôi. Công an tỉnh Tiền Giang vừa triệu tập Nguyễn Văn C, 25 tuổi, trú tại thị xã Cai Lậy để xác minh làm rõ việc người này giả danh tự xưng là cảnh sát hình sự. Bước đầu, thanh niên khai nhận khoảng đầu tháng 10 vừa qua có liên hệ với một số người thường đánh bạc trên địa bàn huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy. Sau đó, C tự xưng mình là cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang được điều chuyển đến để nắm địa bàn. Thanh niên gợi ý những người này phải mời mình ăn nhậu sau khi tổ chức đánh bạc. Có hai người trong số đó thường dẫn C đi nhậu và còn cho một con gà. Công an sau đó lập biên bản tạm giữ một xe máy và hai điện thoại di động của đối tượng để phục vụ công tác điều tra, mời những người có liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định. Một sự việc vừa xảy ra tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Dự đám tang một người tử vong do ngộ độc rượu trên địa bàn, ai ngờ sau đó 14 người phải nhập viện cấp cứu. Những trường hợp này đều có các triệu chứng nghi là ngộ độc rượu, trong đó có 3 người nguy kịch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vừa tiếp nhận 14 người bị nghi ngộ độc rượu được chuyển lên từ trung tâm y tế huyện An Biên. Hiện còn 3 bệnh nhân nặng hôn mê sâu, các bác sĩ phải lọc máu liên tục để cứu chữa, nhưng bệnh nhân diễn biến xấu, nguy cơ tử vong cao. Theo nguồn tin ban đầu, vào ngày 2 tháng 11, ông NVT, quê ở Cà Mau, tới xã Nam Yên, huyện An Biên tạm trú, bị ngộ độc rượu và tử vong. Đám tang của ông T kéo dài 4 ngày, với khoảng 150 lượt người đến viếng. Gia đình có làm cơm mời khách với các món như thịt kho, cháo vịt, lẩu gà, trái cây và khoảng 100 lít rượu trắng. Đến ngày 6 tháng 11, nhiều người uống rượu ở đám tang có triệu chứng chóng mặt, mờ mắt, đau cực, co giật, khó thở, được đưa tới trung tâm y tế huyện An Biên. Sau 2 ngày điều trị tích cực, một số trường hợp phục hồi được cho về nhà, nhưng có tới 14 trường hợp chuyển biến nặng được chuyển đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Tất cả đều được chẩn đoán ngộ độc methanol.